Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nét Việt Story. Thưa quý vị và các bạn, có một bài báo viết như sau: Nhìn người đàn ông đã tuổi thất thập, nước da đen bóng hiền lành đúng kiểu miệt vườn, khiến tôi cảm thấy bối rối về suy nghĩ của mình trước đó về một ông hiệu trưởng lớn của người Việt ở Campuchia. Và hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ nhân vật đặc biệt này, nhân vật của chúng ta, thầy giáo Trần Văn Tư ạ. Dạ, kính xin chào cô Quỳnh Trang và xin kính chào quý vị khán giả. Con chào thầy ạ. Con được biết rằng là thầy có mở một lớp dạy học cho người Việt ở Campuchia. Con muốn biết rằng là cái lớp học của mình ấy có một cái tiêu chuẩn nào cho các em ở Việt ở Campuchia vào đó để học không ạ? Dạ thưa, không có tiêu chuẩn gì hết mà các em cứ được tự nhiên đến học trường thôi. Chúng tôi sẽ đi vận động từng gia đình để đem các em về. Chứ không có tiêu chuẩn gì hết. Các em học ở đây được, chúng tôi lo quần áo, sách vở và nồi cơm các em. Dạ. Dạ, để cho các em yên tâm mà ăn học. Vì vậy còn độ tuổi thì sao ạ thầy? Dạ thưa cô, lứa tuổi thì nó vô hạn lắm. Nhiều khi mười mấy tuổi vẫn học lớp 1 mà nhiều khi 7-8 tuổi học lớp 3, lớp 4. Bởi vì hoàn cảnh gia đình người ta, thành ra mình không thể phân tách lứa tuổi được. Ở ngôi trường của mình ấy này, các thầy cô giáo có hay kể về Việt Nam cho các em nghe không ạ? Dạ có, cái đó là tôi cũng đông đốc. Bởi vì ông Ngô Trần Ái, ông cho đó, sách giáo khoa đó, trong đó có đầy đủ truyện tranh. Dạ rồi cũng kể sự tích cho các em biết. Dạ thưa cô, các em muốn về Việt Nam nhưng về cũng không được là vì hoàn cảnh cha mẹ nghèo nàn. Giờ cơm buổi sáng chạy buổi chiều thì đâu có tiền đâu mà đi xe, mà đi Việt Nam rồi không biết phải đi đâu. Rồi thôi cứ lộ lặng theo dòng sông đó mà chịu. Các em ở bên đó phần lớn đã biết tiếng Việt hết chưa ạ? Dạ thưa, tôi hoàn toàn biết tiếng Việt hết. Các em qua đó là vẫn duy trì tiếng Việt vì cái người dân họ qua đó đó không phải là người dân Việt Nam mà sang làm ăn thì không đúng. Vì họ ở đó từ đời này sang đời khác, có nhiều người ba đời chưa biết Việt Nam. Khu vực Biển Hồ là nơi tập trung đông người Việt sinh sống. Nhưng có đến hơn 90% người Việt ở đây không biết chữ. Để đọc được một lá thư từ trong nước gửi sang, có khi người dân phải bơi 5 đến 7 cái ghe mới nhờ được người đọc. Đó là những chia sẻ tận đáy lòng của ông giáo già dạy chữ trên Biển Hồ Xiêm Riệp. Nhìn những ánh mắt ngây thơ, hồn nhiên của các em nhỏ ở Biển Hồ khiến ông trăn trở phải làm sao để giúp được các em thoát khỏi nạn mù chữ, chứ không như đời ông, đời cha chúng. Ý nghĩ đó cứ theo ông, thôi thúc ông phải xây dựng lại ngôi trường học ở Biển Hồ để dạy cho các em con chữ. Và bây giờ thì cái lớp học của mình đã có bao nhiêu em rồi ạ? Dạ, lớp học của tôi hiện nay được 314 em học sinh. Dạ. Con thấy thầy rất là am hiểu về bên đó. Có phải là thầy đã sống từ nhỏ bên đây không ạ? Dạ không, tôi hồi năm 1979 á, thì tôi có đi mua bán ở bên đó. Rồi khi tôi qua đó thì tôi thấy cái dân ta thiếu học thức quá. Rồi một cái thơ, cái gì ai muốn gửi đâu, từ đâu lại phải bơi 5-10 chiếc ghe mới đọc được cái thơ. Thành ra tôi đau lòng quá. Tôi phải cất một cái trường học để cho tụi trẻ nó đi học. Nhưng học sinh tôi nay thì đã có vợ, có chồng hết rồi. Đến năm 1989, sau khi con cái tôi thành đạt hết rồi, tôi trở lại để thăm mái trường xưa, thì tôi thấy mái trường nó tiêu rồi. Thì lúc đó có ngôi trường nhỏ. Thì chúng tôi mới xin chính quyền cho tôi ở lại, tôi ăn cơm thôi, để tôi dạy. Lúc đầu tiên thì tôi dạy được 31 em. Dạ rồi dần dần, các em thấy người ta, những người dân ta thấy được, người ta cho con em ta thấy trường. Thì thấy quá tải rồi. Lên tới hơn 100 rồi mà có một ngôi trường nhỏ. Tôi về tôi mới công ty xi măng Hà Tiên mới cho tôi 17 triệu tiền Việt Nam với 1.600 USD
Chúng tôi nối được cái trường là 7 mét dạy lên được một tầng lầu để cho các em học ngày hiện nay đó. Yeah. Tôi về tôi mới vận động gia đình tôi, bà xã tôi rồi các con qua phụ để dạy học. Khi mà được vận động như thế thì bà xã và các con của mình có ý kiến như thế nào không ạ? Dạ bà cũng sợ là khi các em đến học đông quá mà không có cơm nuôi, rồi những lúc có cơm rồi những lúc không cơm, rồi cũng tội nghiệp cho tụi nó, thì bà cũng không nói gì, bà chỉ khuyên vậy thôi. Nhưng cái nguyện vọng của tôi sẽ cương quyết làm cho các em sẽ no bụng. Con muốn thắc mắc rằng là cái cơ duyên nào và cái hình ảnh nào để cho thầy quyết tâm mà mình sẽ phải mở một cái trường học ở bên Campuchia cho người Việt mình như thế ạ? Tôi nhớ một cái kỷ niệm của tôi là lúc đó trường nhỏ tôi còn đó, thì có khách đến chơi cho mỗi người em một gói mì, rồi các em đói quá em lấy tay đập gói mì cho bể ra, rồi trong đó có muối có dầu, các em rắc muối lên các em bóc các em ăn. Một tay các em ở bụng bệnh lên trên trường, còn tay múc nước dưới uống. Tôi nhìn tôi khóc quá, chứ tại vì tôi thấy người dân ở đó khổ quá, họ rất là khổ vì cái mù chữ. Thành ra tôi cương quyết tôi đào tạo lũ trẻ để chồng người này. Dạ, con nghĩ là không chỉ thầy đâu mà tất cả mọi người nếu mà nhìn thấy cái cảnh tượng đó thì chắc chắn họ sẽ không cầm lòng được. Và đó chắc chắn sẽ là một lý do mà sâu sắc nhất khiến thầy phải mở bằng được một ngôi trường cho các em học sinh của Việt Nam mình ở bên đó, đúng không ạ? Dạ. Khi mà được vận động các em đến học như vậy thì lúc đó thầy vận động được bao nhiêu em đến học ngôi trường của mình ạ? Đến khi các em đến học đó, chúng tôi có trường nhỏ được có 31 em, rồi dần dần lên được 100 ngoài, rồi tôi mới về tôi mướn một thầy nữa để làm phụ của tôi. Vậy thì cái nguồn kinh phí đâu thì thầy trả lương cho dạ, thưa em thời gian cảm ơn nhờ lòng hảo tâm của mấy anh mấy chị đi du lịch, người cho ít đỉnh, rồi tôi gom góp lại, mà tôi lấy cái đó mà tôi nuôi ăn, rồi tôi tích lũy lại đây tôi trả lương cho thầy cô. Con cũng thấy rằng là cái lớp học của thầy cũng rất là đặc biệt, đó là khi mà các em đến đó học ấy thì mình sẽ được gạo này, được quà. Nhưng mà nếu như giả sử một ngày nào đấy mà mình không còn gạo, mình cũng không có quà nữa mà không có các em đến học ấy, thì thầy sẽ làm gì? Dạ thưa cả, cô, cái đó là các em đến học quà đó là khi nào có đoàn từ thiện để cứu trợ thì tôi xin cái đoàn từ thiện cho tôi xin lại một số học sinh, rồi như nó các em học sinh đây cũng lấy cũng đem về gia đình thôi chứ không đem đâu, để cho các em nó hăng hái, nó khuyến khích tinh thần nó để cho nó được đến trường nó học. Thì các em có lãnh quà đi nữa cũng đem về gia đình. Giả sử như là đoàn du lịch không hôm đấy tháng đấy họ sẽ không đến thì mình sẽ phải làm sao? Dạ thưa, nếu nước cạn quá đoàn du lịch đến không được thì thua rất là vất vả. Dạ, mua gạo thì nó mua thiếu nhà máy, rồi khi đó chúng tôi phải tổ chức đi bắt ốc đem về để kho cho các em học sinh ăn. Và các em học sinh nào đến với ngôi trường của mình cũng đều được nuôi cơm hết? Dạ, nuôi cơm ngày ba bữa, có nhà bếp để nấu cơm. Rồi trong đó có 4 người nấu, bà xã tôi thì làm chủ nhiệm để lo cơm gạo, chỉ dẫn cho người ta nấu nướng. Chứ giờ tôi cũng không biết làm sao vì hoàn cảnh họ đói khổ quá. Các em nằm nghỉ lâu quá thì chúng tôi cũng bơi xuồng để lội lặn đến đấy mà năn nỉ gia đình, rồi nói phải trái cho gia đình ta nghe. Rồi để người ta cho đôn đốc con cái người ta đi học tiếp, chứ không để tội nghiệp nó. Và bây giờ hiện nay thì các em đến trường học đó cũng đông đầy đủ rồi. Nhưng có điều em các em đến bây giờ các em được ngoan, không nói tục nói tiểu, cô bác kêu phanh tay dạ thưa đàng hoàng chứ không dám ừ ơi như ngày xưa nữa.
Khi mà mình làm công việc như thế thì gia đình mình có ủng hộ cho mình 100% như thế không? Cũng lắm lúc thì cũng nói mà lắm lúc cũng không nói. Thì tôi cũng cố gắng mà tôi lo. Và bây giờ tôi cũng hy sinh cuộc đời còn lại. Thì tôi cũng già rồi, năm nay tôi 77 tuổi rồi. Thầy không nghĩ đến chuyện là mình sẽ về hưu. Dạ thưa cô, giờ chừng nào chết thì chết, chứ giờ về hưu làm gì giờ? Trong lúc mọi người ta đang như vậy mà mình đi về hưu, mình nghĩ coi con thì đâu có được, lương tâm cắn rứt. Mình cũng phải có một cái trường hợp là mình sẽ không thể theo mãi được, nhiều khi sức khỏe sẽ không cho phép mình theo. Dạ thưa đúng, tại vì con cái là không cho phép theo thật. Nhưng mà giờ hoàn cảnh mình nhìn mình thấy vậy, bây giờ chưa có ai tha thế được cho mình. Bởi vì con người mà muốn tha thế như tôi cũng rất là khó kiếm. Con người phải có cái tâm cho người khác chứ không phải là lo cho bản thân mình. Còn bản thân tôi thì tôi chẳng chấp hành gì đó, chẳng cần gì đó. Các em thì nó cũng mến tôi lắm, đứa nào cũng vậy hết. Tôi cũng nói với các em là thôi thầy lo cho em là lo, nhưng mà ngày nào thầy có qua đời các em mỗi đứa đốt cho thầy cây nhang. Lúc tôi cũng nằm tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm, suy nghĩ mình dạy giáo viên rồi mình lo hiệu trưởng rồi lo ăn uống rồi lo đủ mọi mặt hết trơn cho các em. Thành ra tôi cũng lo nhiều lắm, nhưng mà lo thì phải lo vậy thôi, nó rồi nó cũng qua rồi. Dạ. Với lại tôi cũng quan niệm nghĩ là bây giờ tôi già rồi, bây giờ tôi còn những gì tôi hiểu biết, tôi có cái tâm gì tôi ở lại lo cho dân, cho học sinh thôi. Sau hơn 8 năm làm thầy bên đó, cái mong ước lớn nhất của thầy cho đến lúc này là gì ạ? Dạ, cái mong ước của tôi là tôi chỉ mong muốn cho các em học sinh nó được trở nên người, người tốt, biết chữ, không nói bậy nói bạ, để cho sau này nó trở đời lại. Chứ còn đời cha đời mẹ nó, chúng nó thì chúng tôi không còn cách nào để mà lo được nữa đâu. Bây giờ nó đã lỡ rồi, thì bây giờ tôi gắng mà đào tạo cái lũ trẻ tôi lại. Chứ nếu bây giờ tôi bỏ ra thì nó cũng phải chịu thôi, chứ nó cũng không trách gì tôi được, nhưng mà tội nghiệp cho nó quá. Xin cảm ơn thầy về một câu chuyện rất là xúc động mà thầy mang đến chương trình Nét Việt Story. Và con cũng hy vọng rằng là những cái mong muốn của thầy sẽ bay xa và sẽ đến được nhiều với các mạnh thường quân. Và từ đó là khi mà mình mỗi tuần, mỗi tháng mà mình về Campuchia thì sẽ có nhiều những cái món quà và có nhiều những cái lòng hảo tâm của Việt Nam mình để giúp các em bên đó. Một lần nữa xin cảm ơn thầy ạ. Con thích đi bán hàng. Sau này con muốn làm cô giáo để giúp ba mẹ. Con học thật giỏi nên con kiếm tiền giúp cha mẹ. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm.